mời quý vị trở lại với phần tin Việt Nam với phần tin đầu tiên do anh Mai Tuấn trình bày. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tìm phương thức để hợp tác mới với Việt Nam. Bản tin cho hay là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Mark Esper cho biết trong chuyến thăm Hà Nội trong vài ngày tới, ông sẽ tìm phương thức mới trong việc hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Tại Việt Nam thì ông Esper sẽ tìm cách hợp tác mới với quốc gia này để thúc đẩy hòa bình ở Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết như vậy trong một tuyên bố hôm 13 tháng 11 vừa qua. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam còn khá mới mẻ, chỉ được nối lại vào những năm 1990 và ngày càng khăng khít hơn. Thông báo cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Mark Esper đang thực hiện chuyến công du thứ hai tới vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi chính quyền Washington đang tìm cách tái khẳng định cam kết với khu vực và gây áp lực với Trung Quốc. Theo như trang South China Morning Post, viết tắt là SCMP, cho biết hôm 15 tháng 11 như vậy. Chuyến công du của ông Esper bắt đầu bằng chuyến thăm Hàn Quốc chiều ngày 14 tháng 11 và sẽ bao gồm các điểm dừng ở hai quốc gia đồng minh khác, đó là Thái Lan và Philippines. Cũng như Việt Nam, hiện đang ngày càng gần Mỹ, theo như trang SCMP viết tiếp. Hoa Kỳ đã xóa lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam vào năm 2014 và sự cải thiện trong quan hệ này đã được nhân cách hóa bằng chuyến thăm của tàu của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson năm 2018. Tuyên bố của Ngũ Giác Đài đã viết rõ như vậy. Tại Việt Nam thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Hãng tin AP đã cho rằng chuyến công du bốn nước châu Á này sẽ minh họa cho điểm mới trong trọng tâm chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ là tập trung vào Trung Quốc như một mối đe dọa đối với sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 12 tháng 11 đã bình luận trên trang defense.org rằng chiến lược của Ngũ Giác Đài dựa trên sự trở lại của cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, trong đó có Nga và Trung Quốc là hai mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ. Vẫn theo AP, Việt Nam là quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông, đang ngày càng kỳ vọng Hoa Kỳ như một đối tác an ninh bất chấp những khác biệt về chính trị. Nữ đại úy lăng mạ nhân viên hàng không bị khai trừ khỏi đảng. Đại úy Lê Thị Hiền, đội cảnh sát giao thông trật tự quận Đống Đa bị khai trừ đảng và bị đề nghị giáng cấp hàm xuống trung úy sau vụ lăng mạ nhân viên hàng không. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội xác nhận thông tin này và cho biết quyết định khai trừ đảng đối với bà Lê Thị Hiền đã được thực hiện. Trước đó, vào ngày 5 tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an cho biết Bộ đã nhận được báo cáo của Công an Hà Nội về vụ đại úy Lê Thị Hiền bị phản ánh có hành vi lăng mạ nhân viên hàng không. Theo đó, Công an Hà Nội dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm bà Lê Thị Hiền từ đại úy xuống trung úy. Bà Hiền đã được điều động đến bộ phận không trực tiếp dân. Ngày 11 tháng 8, khách hàng Hiền đi chuyến bay VN248 từ Sài Gòn đến Hà Nội. Khi làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình bà gồm có 3 người đã gửi 4 kiện hành lý với khối lượng 57kg, đủ tiêu chuẩn miễn cước tối đa là 60kg. Theo cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách này sau đó muốn gửi thêm một vali 8kg nữa, nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị xách tay. Bà Hiền không hợp tác với nhân viên hàng không và to tiếng dù lực lượng an ninh hàng không đã can ngăn. Khi bị mời về làm việc tại văn phòng cảng vụ, bà Hiền tiếp tục to tiếng, xô đẩy và gây thương tích với một nhân viên an ninh. Bà Hiền sau đó bị phạt 200.000 đồng vì gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời bị cấm bay trong một năm đến ngày 27 tháng 8 năm 2020. Hai kẻ nổ súng đã cướp tiệm vàng ở vùng Vendo, thành phố Sài Gòn. Chiều ngày 15 tháng 11 vừa qua, tiệm vàng có tên là Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, ấp 1, tại vùng Đông Thới, có ông chủ và một nhân viên đang đứng trong quầy. Hai thanh niên mặc áo khoác bịt mặt chở nhau trên xe máy đã dừng trước cửa. Một gã nhanh chóng xông vào rút súng đe dọa, dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ lấy nhiều nữ trang. Tay hắn bị mảnh kính cắt chảy máu. Chủ tiệm vàng chi hô liền bị tên cướp nổ hai phát súng uy hiếp.
Hắn nhanh chóng chạy xe ra ngoài, phóng lên xe và tẩu thoát về hướng quốc lộ 22. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Sài Gòn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn để truy bắt hai tên cướp nói trên. Camera an ninh tại tiệm vàng và một số nhà dân hai bên đường ghi được nhận dạng và thấy chúng bỏ chạy đã được cảnh sát thu giữ. Thái Lan nhận cảnh báo trước trận đấu với Việt Nam. Huấn luyện viên Sirisak Yorathai cho rằng Thái Lan có thể nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Tôi nghĩ chuyến làm khách trên sân của Việt Nam sắp tới còn khó khăn hơn cả trận đấu với Malaysia. Các cầu thủ gần chơi thật tập trung. Chúng ta cần giành điểm trở lại. Huấn luyện viên từng dẫn dắt Thái Lan tại Asian Cup năm 2019 nhấn mạnh. Thái Lan của Akira Nishino, người kế nhiệm ông Sirisak, thua 1-2 khi đến làm khách tại Malaysia tối 14 tháng 11. Đây là trận thua đầu tiên của họ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dẫn đến việc mất vị trí dẫn đầu bảng G vào tay Việt Nam. Việc kiến tạo từ tuyến 2 lên tuyến 3 không thực sự suôn sẻ, Sirisak bình luận thêm. Mặt sân xấu có thể là lý do, nhưng đội tuyển cũng phạm nhiều sai lầm. Ngoài ra, chúng ta phải thừa nhận rằng Malaysia đã chơi tốt khi chia cắt gần như toàn bộ không gian thi đấu của Thái Lan. Bàn thua thứ hai có lỗi của cặp trung vệ. Họ không nên để lộ khoảng trống và thua những bàn như vậy. Thật xấu hổ khi chúng ta không giành điểm trận này. Tuy nhiên, tôi tin rằng Thái Lan có thể thắng Malaysia khi trở lại sân nhà. Kính thưa quý khán thính giả, đặc biệt quý khán thính giả ở miền Bắc California, trong đó có thành phố San Jose, Oakland, San Francisco và các vùng phụ cận. Hệ thống truyền hình VBS Local đã được phát sóng tại miền Bắc California trên băng tần 16.8. Chúng tôi rất vui và hứng khởi. Miền Bắc California sẽ là môi trường để cho chúng tôi hoạt động tốt. Ước mong được sự đóng góp và chia sẻ của quý khán giả. Quý vị có thể liên lạc để quảng cáo. Bảo đảm chúng tôi sẽ có rất tốt cho quý vị. Quảng cáo cũng như thể đóng góp ý kiến với số phone đó là anh John Trương Nguyễn 408-892-9888. Mai Tuấn xin thưa lại, anh John Trương Nguyễn 408-982, xin lỗi 892 và 9888. Mong được sự hưởng ứng, đóng góp và yêu thương của quý khán giả, đặc biệt là miền Bắc California. Vâng, thưa quý vị, và đó là phần tin tức và thời sự ngày hôm nay từ hệ thống truyền hình VBS. Mai Tuấn và Hồng Hà xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày đầu tuần thật hanh thông và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào.